Xin chào các bạn, hôm nay Khanh xin chia sẻ với các bạn là tại sao chúng ta không kết nối được Bluetooth với lại màn hình trên xe Honda CR-V hay là Civic hay là Jazz hay là City vân vân. Thì ở đây Khanh xin hướng dẫn cho các bạn cái màn hình này của Honda CR-V phiên bản G và phiên bản L. Thì khi mà chúng ta sẽ không kết nối được, đầu tiên chúng ta sẽ thông qua cái bước kiểm tra đầu tiên, đó là chúng ta vào phần Home ở trên màn hình. Đây là phần Home trên màn hình. Rồi, thì nó sẽ hiện ra các phần setting cài đặt. Đây, chúng ta vào phần setting cài đặt. Rồi, chúng ta sẽ vào phần Bluetooth Wi-Fi. Thì khi kết nối không được, chúng ta phải coi là cái Bluetooth chúng ta đã on chưa. Nếu nó đã on rồi thì chúng ta sẽ xem tiếp cái phần thiết bị, danh sách thiết bị. Thì ở đây nó sẽ giới hạn chúng ta sử dụng 6 thiết bị. Các bạn đếm ạ, 2, 4, 6 6 thiết bị. Thì khi mà chúng ta không kết nối được thì lúc này là 6 thiết bị này đã full hết rồi. Cách duy nhất của chúng ta là phải xóa bớt để cho nó hiện ra những chỗ trống như vậy. Thì để xóa bớt thiết bị, chúng ta vào chọn ngay những cái phần thiết bị đã kết nối. Đây, chúng ta nhấn chữ delete. Rồi, nó hỏi chúng ta có muốn delete hay không, chúng ta nhấn chữ yes. Đó. Thì sau khi chúng ta xóa bớt thì nó sẽ chừa ra nhiều chỗ trống. Đây, hiện ra thêm nhiều chỗ trống để chúng ta kết nối thêm các thiết bị khác. Thì như vậy chúng ta đã có thể kết nối lại bằng cách là nhấn thêm thiết bị. Đây, thì nó sẽ sợp trên điện thoại của chúng ta có mở hay không. Xin cảm ơn và xin chào các bạn.